Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ibrahim Bun Giá, 37 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ibrahim và Inoanie, 37 tuổi, đến nhà Isi Bun Giá, 26 tuổi, trú cùng buôn, tổ chức uống rượu. Sau khi uống hết rượu thì cả ba rủ nhau đi vào rẫy của gia đình Isi để chặt bắp chuối về bán lấy tiền mua rượu uống tiếp. Khi đi, Ibrahim có mang theo một con dao rửa. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi cả ba chặt được 4 bắp chuối, lúc này Ibrahim đưa cho Isi 3 bắp và đưa cho Inoai 1 bắp để cầm mang về. Tuy nhiên, Inoai không cầm mà vứt xuống đất. Thấy vậy, Ibrahim liền hỏi, tại sao ném? Thì Inoai chửi Ibrahim, mày chơi con bò. Sau đó, Ibrahim tức giận và nói lại, mày uống rượu của tao còn chửi tao chơi con bò là sao? Rồi lập tức cầm dao chém thẳng một nhát vào đỉnh đầu bên trái của Inoai, khiến nạn nhân gục ngay xuống đất nằm bất tỉnh. Sau khi gây án, Ibrahim và Isi mang bắp chuối ra chợ bán rồi tiếp tục mua rượu về uống. Đến trưa cùng ngày, người dân đi làm rẫy phát hiện Inoai nằm bất tỉnh, trên đầu bê bết máu nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu với tỷ lệ thương tật 13%. Tại phiên tòa, Ibrahim đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ibrahim Bun Giá 9 năm tù giam về tội giết người.